Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Chang Chang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 7 giờ 30 phút của ngày 19 tháng 2 năm 2022. Không biết có bác nào nghe được cái tiếng mà ngoài cửa sổ gió rồi là mưa. Hà Nội thì đang rất là mưa rét. Một cái lạnh rất Hà Nội, một cái rét nhất Hà Nội. Và tôi chắc chắn rằng nhiều bác đã sống Hà Nội thì có đi đến năm châu bốn bể, lúc nào cũng nhớ về một cái rét rất đặc trưng như vậy. Trở lại câu chuyện, chủ đề chính trong ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bác thế này. Có nhiều người có một cái gì đó nó xuyên tạc như thế nào đấy, nhưng mà tôi, Hoàng John của kênh Chang Chang TV, đúng đến đâu thì mình nói đúng đến đó, chứ mình không có thêm thắt hay là mình không có gọi rằng là bịa hay là suy diễn nó quá đà. Ngày hôm nay thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái xuất, đúng vậy. Và không phải như là một số trang có một cái gì đấy nó giật gân, mà đây là một cuộc họp mặt có thể nói rằng là thường kỳ và hàng năm. Nhưng có lẽ các bác và mọi người, kể cả tôi nữa, lâu lắm rồi mới thấy nguyên Thủ tướng Tấn Dũng xuất hiện tại một cuộc họp có thể nói rằng là rất quan trọng, nhưng mà cũng ngay đầu xuân. Đây là một cuộc họp thường kỳ nha các bác. Đó. Và sau khi mà lập xuân năm mới ấy, thì bao giờ cũng tổ chức một cuộc họp gồm có các nguyên lãnh đạo thời kỳ cũ và các lãnh đạo thời kỳ mới, là có một tổ chức một cuộc gặp mặt đầu xuân như vậy. Có nhiều lý do lắm, xin chia sẻ có như thế. Nhưng mà không phải là một cái gì đấy nó là nhiều trang và nhiều kênh có một cái gì đấy nó nói, họ nói một cái điều gì đấy tôi không thể hiểu được rằng là tại sao như vậy. Thế bây giờ các bác thử đặt trường hợp vào mình là nguyên Thủ tướng Tấn Dũng, đúng không ạ, cũng là nguyên lãnh đạo cao cấp, thì vậy được mời thì mình phải đi chứ, cứ đúng không, thì mình phải đi chứ, chả lẽ lại không đi, đúng không ạ? Đó là chuyện rất bình thường ở trong cái xã hội này, và lâu lắm rồi chúng ta mới thấy được cái hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong một cái bài ngày hôm nay trên báo Người Lao Động, Bộ Chính trị gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, thì tôi sẽ chia sẻ các bác nguyên văn cái câu chuyện này. Nhưng ấy, thú thật, trong toàn bộ cái quang cảnh của hội nghị thì tôi tìm mãi, có thể nói rằng là các bức ảnh ở trong hội nghị. Đó. Nhưng mà mãi thì mới thấy được hình ảnh của Thủ tướng, nguyên Thủ tướng của chúng ta là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở cái bức ảnh cuối cùng như thế này. Các bác có thể nhìn thấy đây là nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó trong hội nghị. Vậy thì chi tiết bài này như thế nào thì các bác đọc nguyên văn thì các bác sẽ thấy Tổng Bí thư nói rất nhiều về tham nhũng nha. Và đây là cuộc gặp mang tính định kỳ, nhưng tôi nghĩ rằng là trong cuộc gặp thì sẽ có nhiều cái trao đổi của những lãnh đạo hiện tại và những lãnh đạo cũ. Ngày 19 tháng 2, tức ngày hôm nay, tại trụ sở của Trung ương Đảng thì Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần năm 2022. Đó. Và năm nào cũng có nhé các bác. Và tham dự hội nghị thì có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Bí thư Trung ương Đảng, các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng và tương đương thì đều có mặt ở trong hội nghị này. Một hội nghị mà có thể nói rằng là tập trung tất cả những cái lãnh đạo cao cấp của các thời kỳ của chúng ta. Và Tổng Bí thư là người chính giữa. Bên cạnh đó thì có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Bí thư Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại hội nghị thì Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thì đã thay mặt Bộ Chính trị để báo cáo một số nét chính về tình hình của đất nước và dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đó. Và các đại biểu dự buổi gặp mặt đánh giá cao những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong năm 2021 và trong bối cảnh này. Và đây là phát biểu của Tổng Bí thư này. Đó. Bày tỏ sự cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết trách nhiệm, chân tình của các đại biểu, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu để làm rõ hơn một số nội dung. Tôi sẽ có một số cái clip để mà nói kỹ hơn về lời phát biểu của Tổng Bí thư. Tổng Bí thư thì nêu rõ đất nước chúng ta đã đi qua năm 2021 với nhiều sự kiện trọng đại. Nổi bật nhất là tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp đó là 4 hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, tiến hành 3 kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15, các hội nghị, cuộc họp của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc của một số ngành và lĩnh vực quan trọng để quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết kết luận của Trung ương Đảng đến tận cấp cơ sở. Cùng với đó thì nhiều hội nghị lớn quan trọng như là hội nghị nội chính, hội nghị đối ngoại toàn quốc, cây chay Việt Nam đây, hội nghị văn hóa toàn quốc đã được tổ chức tạo sự lan tỏa sâu rộng và được dư luận hoan nghênh, hưởng ứng đông đảo với tinh thần là tiền hô hậu ủng, nhất hô ba ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt và đoàn kết trở thành sức mạnh chung để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội thứ 13 của Đảng. Và theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, song song với việc tập trung khôi phục phát triển kinh tế trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thì công tác chăm lo sức khỏe, đời sống nhân dân được quan tâm chú trọng. Riêng dịp Tết Nhâm Dần này thì kinh phí đã là 8.324 tỷ đồng cho 58 triệu người. Tổng Bí thư biết như vậy. Và đặc biệt, về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong năm 2021, Tổng Bí thư cho rằng tình hình tiêu cực thì có giảm bớt, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, thậm chí có những vụ việc nghiêm trọng bắt buộc phải tiếp tục xử lý. Và càng dịch bệnh, càng phải tập trung chống tiêu cực tham nhũng, tập trung vào việc chống lại sự suy thoái về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Đó là cái gốc. Bởi vì nếu phẩm chất tốt, tư tưởng vững, đạo đức đúng đắn thì sẽ không có tham nhũng. Để xảy ra tham nhũng, có vấn đề về cơ chế, về chế độ chính sách, nhưng cơ bản là do yếu tố con người. Phòng chống tham nhũng tiêu cực cần tập trung vào phẩm chất đạo đức con người, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Và đề cập đến việc hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng để thảo luận một số thống nhất về ban hành kết luận, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Theo đó thì mở rộng không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị. Tổng Bí thư cũng lưu ý vấn đề này cần phải thực hiện tốt trong tất cả các cơ quan công quyền, đặc biệt là những cơ quan thực thi pháp luật. Những đối tượng có chức, có quyền phải có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, không được cua cậy càng, cá cậy vây. Về phương thức lãnh đạo, công tác chỉ đạo, Tổng Bí thư khẳng định thời gian qua thì nội dung này đã được thực hiện theo hướng chú ý kết hợp chặt chẽ giữa việc đề ra tầm nhìn chiến lược lâu dài với việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch ngắn hạn, tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể, cấp bách để trước mắt giải quyết những vấn đề đã rõ, đã chín. Trên cơ sở chiến lược lâu dài thì Tổng Bí thư cho rằng cần xây dựng các chương trình hành động cụ thể, có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, từng năm và tập trung chỉ đạo quyết liệt, tích cực để mà thực hiện để sớm có kết quả. Đó. Việc phân công nhau đi địa phương, các ngành, các lĩnh vực, đi nước ngoài của cán bộ thì phải được tiến hành một cách đồng bộ, hợp lý, ăn khớp, khắc phục tình trạng mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy được. Lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao, cấp trên thì càng phải gương mẫu, thật sự đoàn kết, phối hợp công tác để làm gương cho cấp dưới. Ai vi phạm thì bị xử lý nghiêm, ai làm tốt thì phải phát huy, biểu dương. Tổng Bí thư đã nói như vậy. Đó. Và cùng với việc xử lý vi phạm thì Tổng Bí thư lưu ý phải phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của nhà nước, trách nhiệm giám sát của nhân dân. Như các bác để ý từ này này. Đó. Trách nhiệm giám sát của nhân dân nha. Có nhân dân ở đây. Trách nhiệm giám sát của nhân dân tùy theo tính chất, mức độ phức tạp của công việc mà phân công cơ quan nào làm trước, cơ quan nào làm sau, ai làm trước, ai làm sau. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và làm đúng theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, phải thuộc bài và không được gây oan sai. Cái quan trọng này, không được gây oan sai. Và liên quan đến nhiệm vụ công việc của năm 2022 thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả quyết định của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội với tinh thần đoàn kết trên dưới đồng lòng, phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp. Và ai có khuyết điểm thì phê bình, có tội thì phải xử lý, ai tốt thì phải biểu dương, và ai xây dựng nhiều tấm gương tốt hay hơn là phải xử lý kỷ luật. Đó. Bởi vì đây là việc rất đau lòng nhưng không thể không làm. Làm cốt là để giáo dục, răn đe, làm vì sự nghiệp chung, vì sự trong sạch của Đảng, của hệ thống chính trị, của nhà nước chúng ta, và để lấy lại lòng tin của nhân dân với tinh thần rất nhân văn, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân tình, đúng pháp luật, hợp pháp, rõ đến đâu làm đến đó, làm từng bước, khuyến khích xây dựng gương người tốt, việc tốt để không phải xử lý ai là tốt nhất, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Và khẳng định những thành tựu này thì các bác có thể thấy rằng là sau đó thì có nhiều cái điểm phát biểu cảm ơn của Tổng Bí thư nữa, và những hình ảnh ở trong hội nghị. Báo cáo với các bác và mọi người, trong hội nghị này thì gần như là toàn bộ lãnh đạo các cấp, từ lãnh đạo khóa trước vẫn khóa này, Tổng Bí thư đã nói rất nhiều về chống tham nhũng, đúng không ạ? Tốt thì phải biểu dương, sai thì phải kỷ luật, và có tội thì phải xử lý. Đó là cái điều rất rõ ràng, và một lần nữa nhấn mạnh. Tôi cho rằng là một cuộc gặp đầu xuân đầy ý nghĩa, và Tổng Bí thư đã nhắc lại như vậy để thấy rằng là phải làm kiên quyết, làm đến cùng, và có được cái sự đồng lòng của bao gồm cả lãnh đạo khóa trước và các khóa trước, và là các nguyên lãnh đạo và cả khóa này nữa. Đó. Cho nên đây là một cái điều không thể đảo ngược được. Đó. Tôi cho rằng như vậy. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Lâu lắm rồi chúng ta mới nhìn thấy hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đúng không ạ? Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chúc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sức khỏe. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.